Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam Cà Mau giết 15 con chó, chấn động dư luận quốc tế. Thông tin chính quyền huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau vào hôm 8 tháng 10 đã giết hại 15 con chó với lý do chủ của chó đã bị nhiễm COVID-19, đang dấy lên một làn sóng phẫn nộ chưa từng có trên mạng xã hội Việt Nam và dư luận quốc tế về sự man dợ của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Được biết, chủ đàn chó là thợ hồ ở Long An đã nuôi chúng được 7-8 năm nay. Ông cùng với gia đình 5 người đi 2 xe máy mang cả đàn chó 15 con bao gồm 4 con lớn và 11 con nhỏ từ Long An về quê ở Cà Mau. Kết quả tìm kiếm bằng chứng tiếng Anh trên trang Google cho thấy hơn 20 tờ báo nước ngoài đã đăng tin về vụ sát hại đẫm máu này tại Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Hùng, chủ đàn chó 15 con, không quên mặc áo mưa kỹ lưỡng cho các chú chó trên đường về quê. Một thỉnh nguyện thư bằng tiếng Anh với yêu cầu chấm dứt nạn giết chó và mèo ở Việt Nam trong COVID-19 vừa khởi lên đã có gần 23.000 người ký tên. Hầu hết những người này lên tiếng ở Việt Nam đều là những người tên tuổi lớn trong giới học thuật, văn nghệ sĩ và báo chí, và một số người đã dùng Facebook khác cùng lên tiếng với thái độ giận dữ. Ngoài lý do tình cảm và đạo đức, một số luật sư cho rằng viên chức chính quyền ở Cà Mau đã vi phạm pháp luật hình sự vì hủy hoại tài sản công dân. Về mặt hình thức thì đó là hành vi vi phạm quyền và không có căn cứ pháp lý. Trên trang Facebook cá nhân, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ viết như sau: một kẻ không yêu thương động vật, ngược đãi chúng thường không có lòng trắc ẩn hay nhân tính. Những kẻ đó thường là mối đe dọa cho cả xã hội. Chúng sẽ gieo tang tóc khổ đau muôn trùng cho người dân. Ác như vậy không đáng xếp vào loại nào trong thập loài chúng sinh, chỉ duy nhất loài cộng sản. Ông Nguyễn Văn Tuấn, giáo sư y khoa của Đại học tại Úc đã nói: tôi thấy không có lý do gì tiêu diệt tất cả 15 con chó cả. Không có lý do khoa học và càng chẳng có lý do đạo đức. Theo giáo sư Tuấn, ông rất sốc và không thể nào tưởng tượng một vụ việc như vậy lại xảy ra. Theo ông, nếu như ở Úc thì người ta quyết định tiêu diệt 15 con chó này chắc chắn sẽ bị truy tố ra tòa và bị phạt rất nặng. Giáo sư Tuấn cho rằng các nhà chức trách phải xem xét trách nhiệm của người này và cả lời giải thích cho công chúng được biết. Theo thông tin từ chính thức từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Hoa Kỳ, thì con người có thể lây COVID-19 cho động vật, đặc biệt là khi tiếp xúc gần, nhưng nguy cơ động vật lây lan COVID-19 cho con người được coi là thấp. Vấn đề này vẫn cần có thêm thời gian nghiên cứu. Cũng theo CDC của Hoa Kỳ thì không có bằng chứng nào cho thấy virus COVID-19 lại có thể lây sang người qua lông hay da của động vật nuôi. Do đó, CDC Hoa Kỳ cũng khuyến cáo không dùng các hóa chất khử khuẩn như cồn hay dung dịch rửa tay khử khuẩn để lau chùi lông cho động vật nuôi trong nhà. Đây là hình ảnh ở châu Âu, bản tin trên báo bằng tiếng Bỉ vào hôm 10 tháng 10 ghi tựa đề: 13 con chó bị giết ở Việt Nam vì chủ nhân cho kết quả dương tính, tàn nhẫn và vô đạo. Chia sẻ với báo chí, bà Mây, em gái ông Phạm Minh Hùng, là chủ đàn chó về quê cho biết, khi về đến Cà Mau, 15 chú chó đã bị đem đi tiêu hủy. Sáng nay, mùng 9 tháng 10, 15 chú chó bị đưa đi. Sau đó, mẹ mình có hỏi về 15 chú chó đó để đưa về nhà chăm thì nhận được tin là đều đã bị tiêu hủy vì sợ lây lan dịch bệnh. Trước đó, mình có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19 nên bác sĩ lo ngại do chó lây bệnh. Mình nghe tin sốc lắm, mình nuôi chúng 7-8 năm rồi, giờ đưa về quê không ngờ lại bị như thế này luôn. Biết thế mình ở lại, không đưa chúng về quê nữa. Bà Mây vừa khóc vừa nức nở, vừa chia sẻ thông tin về 15 chú chó. Ông Phạm Minh Hùng, người cùng bà Mây đưa 15 chú chó từ Long An về quê Cà Mau tránh dịch, cũng xúc động chia sẻ như sau: mình khóc từ chiều đến giờ, không biết làm gì nữa, mình nuôi nó bao lâu nay, bây giờ bị vậy không biết phải làm sao, ông Hùng cho biết. Và hồi sáng là nó nói là nó bắt đi cách ly thôi, ai ngờ đâu là nó bỏ vô luôn, bao chết luôn. Có hai thằng, nó bỏ vô bao xong rồi nó đem chấn nước rồi nó đem thiêu luôn. Mà nó đập đầu con chó mà con chó nó không có chết, nó quẻ cái chân, nó chạy vô, nó khều cửa quá trời luôn. Con chó vô khều cửa mà hai nước mắt nó rất nhiều, nó chảy thành hàng luôn. Đây là hình ảnh tranh biếm họa của Đỗ Dũng với đàn chó 15 con đã bị giết hại.
Tôi kêu nó, con chạy bỏ cửa đi con chạy bỏ người đi con, chạy trốn đi. Nó không chịu chạy, chẳng thà chết bên chủ chứ không bao giờ chạy đi đất. Kêu nó chạy đi, bỏ chỗ đi, nó không chịu, nó rơi nước mắt quá trời. Facebook Sơn Bùi nghe băng ghi âm và ghi lại lời kể của ông Phạm Minh Hùng về các con chó trước khi bị giết. Vào ngày 10 tháng 10, trao đổi với báo Thanh Niên, diễn viên Hồng Ánh, thành viên của tổ chức Phúc Lợi Động Vật Toàn Cầu cho biết: Tôi rất phẫn nộ khi biết thông tin chính quyền tỉnh Cà Mau tiến hành tiêu hủy đàn chó, mèo của gia đình anh Hùng. Ở đây tôi chỉ nói về góc độ đạo đức, chưa nói về chuyên môn, vì chó không phải là chủ thể lây nhiễm COVID-19. Tôi đang chờ thông tin báo cáo chi tiết của việc này và sẽ gửi đơn kiến nghị cho tổ chức Phúc Lợi Động Vật Toàn Cầu. Trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Nguyễn Tiến Tường thì bình luận như sau: Chống dịch suy cho cùng là để nuôi hy vọng sống, chứ không phải giết đi động vật sống. Cách đối xử tàn bạo với chó mèo nói lên rằng các ông bà đã khô cạn lòng trắc ẩn. Nếu với người, các ông bà cũng cạn tàu gió máng mà thôi. Những con chó là tất cả của vợ chồng anh Phạm Minh Hùng nuôi, 4 con chó lớn, 11 con chó con. Anh chị thương lũ chó như các con của mình. Anh làm phụ hồ ngày kiếm được 250.000 đồng nhưng dành 100.000 đồng để mua thức ăn cho chó. Trên đường về, anh rất lòng tặng 2 con chứ không bán. Có nghĩa rằng cho tới tận cùng khổ hạnh, họ cũng không xem nó là món lợi. Chó mèo là bạn của con người, là ký ức họ mang theo, là hy vọng ở phía trước. Đây là hình ảnh. Chó là loài động vật cực kỳ trung thành, biết thương nhớ, đặc biệt khi người chủ gặp tai nạn hay bị chết. Các ông bà đang tâm hành quyết lũ chó mèo, không chỉ là hủy hoại tài sản của người dân mà còn giết chết đi niềm tin tốt đẹp còn sót lại của họ. Trong mắt các ông bà, chúng chỉ là những con chó, con mèo, nhưng nhìn những gì các ông bà đơm vào xã hội mà xem, đó là sự đau khổ, chán chường đến cùng tận. Các ông bà nên bồi thường tài sản và thiệt hại tinh thần cho người ta, nên rời khỏi những chiếc ghế mình đang ngồi, vì nhân cách các ông bà không xứng đáng. Và nên nhất là hãy thành tâm sám hối đi, tội sát sinh rất nặng. Trao đổi với báo chí, ông Trần Tấn Công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời cho biết việc tiêu hủy đàn chó là cần thiết nhằm đảm bảo phòng chống dịch. Anh Hùng, chủ đàn chó cho biết tiếp: Mấy con lớn ăn nhiều, còn chó nhỏ ăn ít, vợ chồng tôi nuôi chúng, thương chúng như con vậy. Khi vợ chồng tôi cách ly ở xã Khánh Hưng, mấy con chó nằm ngủ trước cửa phòng. Trước đó, hình ảnh hai vợ chồng chở những chú chó trên xe máy chất lỉnh kỉnh đồ đạc về quê đi tránh dịch được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Theo hình ảnh clip ghi thì 15 chú chó ngồi ngoan ngoãn suốt chuyến đi. Một người thợ hồ thất nghiệp đã 4 tháng nay chắc chắn cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn, có thể là phải xin cơm từng bữa. Thế nhưng anh vẫn giữ đàn chó, chia sẻ những miếng cơm hiếm hoi cho chúng. Đây là hình ảnh vào hôm 10 tháng 10, ông Trần Tấn Công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời khẳng định tại cuộc họp báo việc tiêu hủy đàn chó là cần thiết nhằm đảm bảo phòng chống dịch. Và điều này chứng tỏ anh cũng rất thương yêu chúng, cũng như anh nói vợ chồng anh thương chúng như con. Thương thế nên trên đường xa về quê, anh cũng cố gắng mang theo chúng, dù đường xa và đồ đạc linh kịch. Thế mà khi về đến nơi, vợ chồng anh bị cách ly và đàn chó bị đem đi tiêu hủy. Đau lòng quá, nhẫn tâm quá. Dù là chó, chúng cũng là những sinh mệnh. Đó là chưa kể loài chó là động vật có nghĩa, trung thành và gần gũi với con người. Người ta thường có câu nói, con chẳng chê cha khó, chó chẳng chê chủ nghèo. Đàn chó ở với anh Hùng là người chủ nghèo, đang bế tắc trong sinh kế, nhưng chủ và chó gắn bó thương yêu nhau như người trong một nhà. Cùng nhau suốt đoạn đường đi, thế mà nỡ lòng nào giết chúng, tàn nhẫn quá, ác nhân quá. Rất nhiều người nuôi chó và yêu thương nó vô cùng. Thất lạc nó, người ta khóc, người ta cuống cuồng đi tìm cho bằng được. Nuôi con chó đến già, chó chết đi, nhà buồn như có tang. Người và chó luôn khăng khít, yêu thương. Và cũng từ đó, dư luận đã lên án bọn bắt chó, buôn chó, làm thịt và ăn thịt chó. Các anh là quan, dù là quan bé cũng là quan, sao lại tự đánh đồng mình với lũ bắt chó và giết chó như vậy? Báo cũng đã đăng tin, chính quyền tỉnh Cà Mau lên tiếng vụ tiêu hủy 15 con chó theo tựa đề chủ chó tự bắt bỏ vô bao, đồng ý tiêu hủy trên tinh thần tự nguyện. Tôi đọc và tôi không tin, không thể nào người chủ chó có thể can đảm và nhẫn tâm tự bắt chó vào bao, tự nguyện đem tiêu hủy. Không bao giờ có hành động như thế đối với một người xem chó như con của mình. Nói thế là nói láo, là dựng chuyện. Quý quan tỉnh lẻ
nếu thèm thịt chó thì cứ vào quán mà ăn, sao lại có hành động tàn ác đến như vậy? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ Hai ngày 11 tháng 10 năm 2021 với bản tin Việt Nam, Cà Mau giết 15 con chó, chấn động dư luận quốc tế. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.